Vậy là yêu cả con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè? Em muốn nhiều đứa con lắm, nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn hai đứa. Muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho. Bây giờ thí dụ như em sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa? Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Bạn muốn đẻ mấy đứa? Đối với em là hai đứa là đủ rồi. Bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn. Không không sao đâu, có gì giờ em tư vấn thêm. Tư vấn hả? Dạ. Nuôi mà vợ chưa nổi thì mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Thường thì cũng có rất nhiều bạn gái đến với chương trình với tà áo dài Việt Nam, nhưng mà hôm nay là đầu tiên tà áo dài màu trắng. Màu trắng rất là tinh khôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Thu Hiền ạ. Hiền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. 29. Dạ Hiền hiện đang làm gì? Dạ em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ. Giáo viên dạy về môn gì em? Em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả các môn. Tiểu học dạy hết tất cả các môn ha. Rồi Hiền rất là hiền, đang dạy học ở Long An. 29 tuổi. Cũng lớn rồi đây. Chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Bình tĩnh. Bên kia là bạn Hiền, giáo viên 29 tuổi. Còn bạn? Dạ em tên là Nguyễn Văn Út, năm nay em 30 tuổi. Dạ em làm nhân viên văn phòng cho công ty trung tâm nghiên cứu sinh học Biosin. Ở đâu? Dạ ở Hóc Môn. Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ tại tiền chưa đủ để rước người về nhà. Bao nhiêu thì mới đủ rước bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về mà mình thấy mình lo đủ cho người ta đủ no đủ mặt là được rồi. Tức là giờ chưa đủ để lo cho người ta ăn no, chưa đủ mặt luôn. Ủa bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả? Dạ thì cũng nói chung là đủ sống. Đủ sống thôi. Dạ. Bạn sống đang sống một mình hay sống với gia đình? Dạ sống một mình. Một mình? Dạ. Tức là có nhà riêng rồi? Dạ chưa. Ở nhà trọ. Tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không? Ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây? Cũng tạm, nói chung tạm hay là gần đủ rồi. Gần đủ hả? Có gửi ngân hàng rồi đúng không? Vậy được rồi. Hiền ơi, thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ có. Bà cảm thấy là mình trễ chưa? Hay cũng trễ trễ rồi. Cũng trễ trễ rồi ha. Dạ. Thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha. Rồi bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà. Công việc thì cũng tương đối ổn định, sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ, sắp sắp thôi. Bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không? Giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình? Muốn bạn trai em cao khoảng 1m6 trở lên. Tính tình thì không nóng, không để tóc dài. Không để tóc dài? Bên đây tóc dài thoảng luôn. Rồi, đi luôn. Bạn ấy chơi thể thao với biết nấu ăn, tại em nấu ăn cũng hơi tệ. Bên đây thể thao giỏi luôn, tập tạ nè. Đúng đã lắm. Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn bạn? Dạ, cái đó thì rất là giỏi luôn. Rất giỏi luôn đúng không? Thôi, ở mình mà phải nấu ăn chứ. Nhưng mà người ta nấu thôi, em cũng phải rửa dọn nha. Dạ, người ta nấu em ăn. Người ta nấu em ăn. Đó là nhu cầu của bạn bên kia. Còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào? Nói chung người bạn gái của em là phải cao khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. Không mập quá. Không không nhuộm tóc nha. Không nhuộm tóc. Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc? Ta nhuộm quyền không, của ta chứ. Không, nhuộm nếu mà nhuộm màu tối tối thì được, mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn. Thì bên đây vàng khè. Nhuộm highlight được không? Highlight được không? Dạ không. Không luôn hả? Thấy chưa chị Cát Tường nhuộm highlight đó. Tại sao lý do em không thích kỳ vậy? Tại nhuộm tốt chứ đâu nhuộm lai đẹp chứ có gì đâu. Phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á. Sao gì đâu, người cũng hiện đại mà. Ủa em xăm hình này bao lâu rồi em? Dạ 2 năm chị. 2 năm rồi hả? Dạ. Ủa, tại sao xăm? Rồi, rồi. Tại em thấy nó đẹp. Tại thấy đẹp nên xăm tiêu. Thôi rồi, chết rồi, không thích xăm mình coi xăm. Rồi bình thường mà em có sở thích gì? Dạ em thích đọc sách, thích đi du lịch, đọc truyện. Đọc sách đi, đọc truyện gì? Dạ em đọc truyện tranh á. Học truyện thiếu nhi phải không? Dạ. Để dạy cho mấy kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì. Dạ. Vậy là yêu trẻ con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè? Em muốn nhiều đứa con lắm, nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn 2 đứa. Muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho. Bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa? Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Trời ơi. Nè bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á
là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó. Mà bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi bây giờ làm sao đây? À, nhưng mà vết xăm nhỏ hơn bự chị. Nó to. Thôi, đổ mồ hôi rồi. Bên đây đổ mồ hôi. Một cái bên con kia. Bò cạp. Trời ơi trời. Bạn muốn đẻ mấy đứa? À, đối với em là hai đứa là đủ rồi. Bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn. Không không sao đâu, có gì giờ em tư vấn thêm. Tư vấn hả? Dạ. Nuôi mà vợ chưa nổi nữa, mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Trời ơi trời. Nghe nói giờ dân bên Long An đúng không? Dạ. Long An hát cải lương được rồi nha. Đi hát cải lương không em? Dạ em hát karaoke không chị. Hát karaoke hả? Nhưng mà dạ. Hát cải lương được không? Cải lương em hát được. Hát được làm câu nghe coi cái coi. Nhưng em không có thuộc, làm sao em hát được? Làm câu thôi. Cho em một phút chuẩn bị, bên đây hát trước. Bên đây dân thành phố hát nè. Không anh, là cái giáo của em cũng Bến Tre. Nếu mà đi qua Long An thì gần. Ồ, à, dạ. Bến Tre à. Rồi, Bến Tre cũng biết hát cải lương luôn. Vô cầu dòng khổ nghe cái coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mây. Tình yêu quê hương không bến không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Mất mát đau thương càng cao giọng hát. Thôi cay đắng nặng lòng càng thơm ngát tình ta. Hát cái lương tôi khoái à, miễn có hát cái lương tôi khoái à. Trời ơi sao em một mình thua hả? Thôi em chịu đếm vế, anh hát hay quá chừng rồi. Bên đây thua, bên đây người ta chơi từ sâm bồ cạp, sao hát giọng cổ được không? Mệt ghê. Rồi bây giờ để coi cô bên kia coi sao mà sâm bồ cạp. Tôi coi cái sâm cái cỡ nào. Trời đất ơi, sao mà sâm cái hình bự như vậy? Sâm bự cho người ta biết mình có sâm anh. À vậy đó hả? Dạ. Thế rồi, ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh, khoảng 45kg thôi. Đừng có đẻ hết khả năng nha. Dạ. Đẻ không nổi đâu. Đẻ hết khả năng không lết luôn á. Rồi. Được. Coi vậy chứ xăm chứ dễ thương lắm. Hay xăm da. Xăm có cạp ngay cái tán này nè. Chào em. Hát giọng cổ hay quá hen. Bên Tre có trồng dừa không em? Dạ có chị. Vậy hả? Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Thôi được rồi, đủ rồi, mệt. Được em. Có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao. Thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị. Đưa hình xăm cho ta coi đi. Cảm ơn anh ạ. 2 phút bắt đầu. Anh ở Bến Tre, em nghe nói con gái Bến Tre xinh dễ thương lắm mà. Nhưng mà anh trai xấu quá hả? Anh muốn hỏi gì hỏi em đi. Hỏi em dạy tiểu học hả? Dạ em dạy tiểu học. Rồi nếu mà nửa về Bến Tre em có về không? Anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về. Không, cái chuyện đó thì nếu mà được thì chắc ok. Nhà anh ba mẹ làm gì? Ba mẹ làm vườn trồng trái cây á. Vậy em về đó em có làm vườn không ta? Không, vậy với em chỉ đi dạy thôi. Vậy thì em chấp nhận được. Trời ơi. Còn gì nữa không? Nhanh, còn có 30 giây thôi. Nhanh lên các bạn. Anh hỏi gì? Hỏi lẹ lên đi. Hỏi lẹ lên đi. Hỏi đẻ gì đẻ dữ vậy? Thôi nếu mà đẻ thì mình có hai đứa thì chắc nuôi đủ rồi. Dạ. Nhà nước chỉ cho phép em được hai đứa thôi ạ. Như vậy dễ chăm sóc hơn. Dạ. Tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiều cũng đâu có được. Hết giờ chưa anh? Cho nữa đó, thêm nữa. Cặp này dễ thương quá, nhìn nữa đi, hai người nói chuyện nữa đi. Cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi. Rồi hết giờ.
chưa cặp nào dễ thương cặp này. Thôi mình đẻ hai đứa thôi nhé. Muốn được đâu được, anh nhà nước bắt có hai đứa thôi. Và bây giờ là 3 tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau. 1 2 Dạ 3 Hết thời gian. Bây giờ chỉ có trường tập thôi, chứ không có cô gái hết rất là tươi tắn, dịu dàng ha, cũng có nụ cười rất là tươi, rất là duyên dáng. Được, em thấy cặp đôi này là em thấy em hài lòng. Bạn thấy sao? Bạn thấy sao? Dạ thấy cũng được, cũng vừa cái mẫu người của em chọn. Thấy hạnh phúc chưa? Gật, nắm tay cái đi. À, cái đó để hôm sau anh. Thôi không đi. Thì cái ngay cặp thì đã gì. Đâu có cặp này dễ thương lắm nha. Không lẽ anh em không không duyên được. Rồi, rồi chúc mừng các bạn. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em tên gì? Dạ, em tên là Quyên ạ. Năm nay em 29 tuổi. Quyên 29 tuổi, làm nghề gì? Dạ, em làm kế toán ạ. Kế toán, rồi xin mời chàng trai chúng ta. Chào. Chào anh. Anh tên là gì? Tôi tên là Trương Hải Thi. Năm nay tôi 34 tuổi. 34 tuổi, làm gì? Tôi làm cái nghề cán bộ đoàn. Tôi nghĩ rằng cán bộ đoàn là một người hết sức là năng động, giao tiếp rất là tốt. Nhưng tại sao đến bây giờ anh vẫn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Chính vì năng động, chính vì giao tiếp tốt, do đó là hơi khó để chọn. Tiêu chuẩn của mình thế nào mà khó đến mức như vậy? Do cái độ tuổi của mình nó cũng không còn nhỏ nữa. Chính vì vậy cái đối tượng của mình thì cũng phải có một cái độ tuổi tương đối một chút xíu. Hồi đó giờ có yêu ai trong lúc sinh hoạt đoàn chưa? Cũng đã có rồi, nhưng mà do là công việc của mình nó đi nhiều quá, thời gian cũng không cố định, do đó dẫn đến cũng không được tồn tại lâu dài. Trước đây em đã có mối tình nào chưa? Dạ có, cách đây một năm vậy. Vậy thì em đến với chương trình em mong muốn cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Nói chung nhìn được là được rồi. Nhưng mà nếu được thì em có ý định là tiến tới hôn nhân luôn chưa, hay là vẫn còn để tìm hiểu? Cái đó cũng phải tùy vào duyên phận nữa chị. Em có ngại là tuổi mình nó lớn không? Có chứ, con gái thì người ta nói qua 30 là già rồi. Vậy mà còn chưa chịu lấy mà còn chờ đợi tìm hiểu bao lâu nữa mới được? Có duyên thì sẽ đến thôi. 29 rồi, có duyên chắc 49 à. Chị nghĩ cái duyên là một chuyện, nhưng mà đôi lúc mình phải bẻ cái duyên của mình nữa. Bây giờ mình ngồi trong nhà hoài à, mình kêu chờ duyên, nào cờ tới tay tôi mới phất. Thì cũng phải bước ra đường thì cờ nó mới tới tay mình mới chụp được. Chẳng lẽ ngồi trong nhà cái cờ đâm mấy nhà xuống vô ta, đúng không? Em phải giành giật, phải chụp giật, em phải ra, em phải dòm nó. Bây giờ mình đâu còn thời gian nhiều nữa, ngồi đó mà chờ em, đúng không? Dạ. Rồi vậy em yêu cầu gì ở người bạn trai của mình? Đừng có tính giống đàn bà quá. Cái gì? Đàn bà là tính cho em. Ủa sao biết tính đàn bà em? Giống như là chi ly cắt rớt quá. Ở bên đây nghe rõ chưa? Có gì không? Cái đó là không có rồi. Bây giờ thế này nè, mình để tỏ rõ cho mình của bản lĩnh đàn ông. Bạn làm đoàn đúng không? Bây giờ nè, đó khán giả rất là nhiều. Bạn có thể cho một cái trò chơi nào đó, giống như là bạn làm không khí bán đoàn. Bán trò, bán trò. Rồi, xin mời các bạn cùng đứng lên tham gia với tôi một trò chơi. Đúng rồi, đó, nào. Xin mời các bạn hãy giơ hai tay của mình lên. Ví dụ như tôi nói các bạn là vỗ tay một cái thì các bạn hãy vỗ tay một cái, được không ạ? Rồi, xin mời các bạn vỗ tay một cái. Chưa có điều lắm, vỗ tay một cái. Vỗ tay hai cái. Vỗ tay ba cái. Được rồi, bây giờ tôi nói rằng vỗ tay một cái, nhưng các bạn hãy nhìn vào cái tay của tôi. Nếu như tôi vỗ tay thì các bạn hãy vỗ tay. Tôi mà không vỗ tay mà các bạn vỗ tay là các bạn phạm quy trò chơi này. Xin mời các bạn giơ tay lên. Vỗ tay một cái. Vỗ tay hai cái. Vỗ tay một cái. Người đâu có vỗ tay đâu, đúng không ạ? Đấy, cán bộ đoàn phải năng động như vậy. Được không? Điểm rồi đó, được điểm rồi đó. Nhưng mà tiêu chuẩn của cán bộ đoàn là gì nè? Tôi không cần phải có một bạn gái là quá đẹp, không cần bạn gái học cao, và cũng không cần bạn gái là phải đảm đang trong gia đình. Nhưng mà muốn vợ chưa? Nếu không muốn thì sẽ không đến đây. Bạn nghĩ rằng người bạn gái của bạn sẽ là cao bao nhiêu? Chiều ngang, chiều dài, chiều dọc gì đó?
như thế nào? Bản thân tôi thì cũng được không có cao lắm, nhưng mà do đó là bạn gái tôi thì cũng đừng cao hơn tôi. Cao quá thì sao? Cao quá thì tôi xin phép. Tôi là tôi phản bác ý kiến của bạn. Đó là ý kiến của anh. Còn ý kiến của em là em không muốn cao hơn em. Ví dụ như bây giờ bạn yêu quyết liệt người đó luôn, bạn hợp với tất cả mọi thứ, nhưng chỉ có họ không hợp chiều cao bạn không lấy à? Trời ơi, nhưng mà nó đầu tiên vô mà ta đã lùn hơn, người ta đã cao hơn, người ta không yêu rồi làm sao mà yêu nhiều được. Anh Linh hỏi kỳ quá. Vậy là em cảm giác sao? Thấy hơi bị khớp. Hơi bị khớp. Đừng lo, có chị hậu thuẫn phía sau em. Rồi vậy về em muốn gì ở người bạn trai mình? Không có gia trưởng. Bên đó không có gia trưởng, bên đó chỉ có nói nhiều thôi. Không lùn hơn em. Chị nghĩ là bên đó cũng bằng em chứ không lùn hơn đâu. Chị bắt hình nền hay lắm, em yên tâm đi. Chưa bao giờ trật. Em tiếp đi. Phải có thiếu hài hước một chút. Quá hài luôn. Nãy giờ thấy dưới này cười rần rần nọ. Bà làm bộ đoàn là phải hài rồi. Có công việc làm ổn định. Ủa, ngoài cái làm sinh hoạt đoàn còn làm việc gì nữa không em? Em hiện nay thì cũng là giáo viên đang dạy đại học. Giáo viên thì khó lắm đó chị. Sao vậy? Tại vì em thấy thường mấy thầy cô giáo viên của em cũng khó. Nhưng mà anh này anh sinh hoạt đoàn, anh cũng cởi mở lắm. Anh không có khó đâu. Anh chỉ kìa cần em thấp hơn ảnh thôi. Tại vì ảnh nói vậy thôi, nhưng mà khi vô chuyện thì miễn em đừng cao hơn ảnh là được rồi. Bây giờ chị hỏi nè, 29 tuổi rồi, kia 34 tuổi rồi. Nếu mà phải cái duyên rồi đó thì bây giờ lấy về có đẻ được liền không? Trời ơi, em cũng muốn, nhưng mà còn phải bên người kia phải hợp thời địa lý và vấn hòa rồi tùm lum á. Ủa, đẻ chứ gì tới địa lý. Đó là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà người ta rung quá thì ta nói địa lý. Bây giờ em không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Em cũng không thích người khó tính. Bên đây không có khó, bên đây khó chịu thôi. Nãy giờ chị nghe thấy có vẻ cũng dễ chịu. Đây là trẻ trung sôi động lắm, làm những con tụi non đây. Lát thì chị sẽ dòm mặt giùm cho em. Nhưng mà rồi em có yêu cầu gì về ngoại hình nữa không? Giống như em đi cũng được. Đừng ốm quá, đừng mập quá. Cũng đừng bụng phệ. Nè, đừng có bụng phệ nha. Không có bụng phệ. Thiệt không? Đây bụng bự. Tức quá, đừng coi cô này coi sao mà không thích yêu bụng bự hả? Bụng bự người ta, cái trái tim ta tốt, cái tâm hồn ta tốt, cái tâm bụng có bự không? Không. Lý do tại sao không thích đàn ông bụng bự? Tại đàn ông bụng bự là nhậu nhiều mới bụng nó mới bự. Chưa chắc. Không, người không có nhậu thấy, bụng nhân bự. Tại em thấy vậy á. Không lẽ em đánh giá qua cái bụng à? Nói chung là em quan điểm em không thích người đàn ông bụng bự. Phải không? Dạ. Bên đây không có bụng. Không có bụng. Căng quá. Chúng tôi coi chiều cao bao nhiêu nha. Căng quá. Chết rồi. Vừa bự vừa phệ. À, đứng lên em coi chị chiều cao coi. Để em ngắm coi bên kia có cao hơn không. Được, được, được. Không đến nổi. Một lát kéo màn lên, hít cái bụng vô chút nha. Nhớ nha. Trong vòng 2 phút thì đáng khóc. Hít. Bụng có bụng sao để vậy tôi. Bụng bà kia cũng bự vậy. Hai người bụng bự quê. Bực mình bạc kia. Thôi bây giờ để cho ta kéo màn lên, ta coi to chiều cao, rồi ta coi bụng bự bụng nhỏ nè. Rồi kéo lên. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, nhiều cô gái bây giờ rất là cao. Không lẽ cao ta không chọn được chồng hả? Đừng thôi đưa cái bụng cao qua đi. Từ từ, tức cái vụ mà cô gái cao mình không được, bên kia tức cái vụ bụng bự. Bây giờ bụng bự với chiều cao gặp nhau coi thế nào? Hít vô. Cậu thấy hóp không bình thường. Hóp vô. Đừng hóp. Có sao mình để vậy? Bụng bự nó bụng bự, xin lỗi. Bên kia có khi nào bụng không bự không? Thế nào cũng có bụng bự à? Không. Nãy giờ em nghe anh nói em thấy anh có khó và có gia trưởng không? Thấy anh cũng vui vẻ, nói chung không khó. Không khó hả? Em có thích bạn trai là cán bộ đoàn không? Em không có lựa chọn cái nghề nghiệp của người ta được. Nói chung nghề nào cũng được hết. Lựa cái bụng thôi. 29 tuổi mà chưa có bạn trai. Có chứ anh, nhưng mà chưa tới duyên thôi. Dạ, yeah. Buồn không? Thì yêu đi là biết. Yêu đi là biết. Chắc anh nói nhiều quá phải không? Sao em cười không? Rồi hết giờ. Khoái rồi mà sao cười hoài vậy? Chứ... Hả? Thấy chưa, khoái rồi là chiều cao không quan trọng. Không biết bên kia sao thôi. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay vào trong nút đỏ. Mời hai bạn. Nha, tôi đếm tới 3 là phải nhấn. Còn không nhấn thì xem như không đồng ý hẹn hò. 1 2 3 Trái tim đã đỏ hồng rồi các bạn.
cũng bực mình cô này lắm. Lý do là sao mà bấm nút chọn? Thì thấy ảnh cũng như tính. Thấy không? Quan trọng là có duyên hay không thôi, chứ đừng có quan tâm tới cái bụng. Nhưng bây giờ mình... sao? Đứng lên nè, mình... bên đây cao hơn nè, bên đây bụng bự nè, sao vẫn chọn nhau? Cao hơn Khúc rồi nha. Đó. Đứng sát cho coi. Đó, về sao đây? Cao hơn Khúc à. Nhấn nút lại không? Hả? Rồi sao? Bình thường anh. Bởi vì em biết là các bạn nữ khi ra đường chắc chắn là cũng phải chọn cho mình một cái đứa hơi từ đó một chút xíu. Mai mốt hai người quen có bắt tao bỏ guốc không? Dạ không sao đâu anh. Không sao đúng không? Giờ thấy ổn rồi. Tới lúc mà yêu rồi xin lỗi cao tới kia bụng bụng cho thấy cũng bự mà. Không, bụng này cũng không bự lắm. Xin mời chàng trai của ta xuất hiện. Hello. Gì vậy? Ngại quá anh ơi. Anh có căng thẳng không? Dạ không, bình thường anh. Tôi thấy hơi rung nha. Dạ không, em bình thường. À, anh tên gì? Dạ em tên Nguyễn Hiếu Nghĩa. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ em 32. Giọng đã... nói sao nghe già quá vậy? Xin lỗi, đây trẻ măng à. Bòm gì thôi, làm gì? Kỹ sư xây dựng anh. Dòng thổ à, dòng này hát hay lắm à. Rất là trọng. Rồi, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rất là duyên dáng, rất là sành điệu luôn. Em bao nhiêu tuổi? Chị đoán thử em bao nhiêu tuổi? Trời ơi, sao mày cầm luôn vậy? Chị đoán thử em bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Dạ không, hơn. 27 tuổi, hết giá. Hơn nữa rồi. Chẹt ở giá quá. Để lát mình kia đoán luôn. Em tên gì? Em tên là Ngọc Bích. Ngọc Bích đang làm gì? Em đang làm cho cô em sản xuất ra mấy đồ cưa bia hoặc là... Bạn nói lớn như giọng sao trầm chứ làm như ngâm thổ vậy đó. Sản xuất đồ cưa bia. Hiện nay là em đang ở với ai? Dạ em đang ở với ba má. Đẹp như thế này mà không có bạn trai, thiệt không á? Thiệt. Để mất công tôi mai mối à. Thiệt. Bỏ mà. Người ta tội người ta lắm à. Chắc chắn đúng không? Dạ. Đến đây tìm bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu nếu mà em có bạn trai rồi em đâu đến nay nữa. Vậy thì em muốn bạn trai của mình là người như thế nào? Thiệt thà và vui tính. Bây giờ bạn trai nhỏ tuổi hơn em chịu không? Nãy giờ chị hỏi em bao nhiêu em cũng không chịu hết trơn. Nhỏ hơn em mà nhìn mặt già cũng được. Tuổi tác không mặt già hả? Ăn thua là cái mặt thôi đúng không? Dạ. Rồi anh làm nghề xây dựng thường đi nhiều công trình đúng không? Dạ. Rồi quen rất là nhiều chủ nhà đúng không? Dạ. Rồi chủ nhà có nhiều cô gái rất là xinh đẹp đúng không? Dạ. Có quen rất nhiều cô gái luôn đúng không? Dạ không. Anh lừa hàng tao hoài như lừa anh vậy trời. Ủa lý do tại sao vậy? Tại vì công việc của em nó là cao độ nên chỉ tập trung về công việc là chính. Có giờ có mối tình nào chưa? Dạ có, anh với em đẹp trai vậy không có được. Hay quá. Mấy mối tình rồi? 3, 4 vậy anh. Mối tình mới nhất đây đi. Coi như cách nay 1 năm mà em không quen ai. Hồi nãy Hiếu Nghĩa nói là, Hiếu Nghĩa nói bao nhiêu tuổi chị không nghe rõ. 32 tuổi. 32 hả? Bây giờ nếu mà bạn gái lớn tuổi hơn mình được không? Cái vấn đề tuổi tác thì em cũng không quan trọng, nhưng mà nó trên lệch 1-2 tuổi thôi. Trên lệch 1-2 tuổi không thôi. Quan trọng dạ. Mà trên lệch 1-2 tuổi thôi. Hôm nay 36. 36 được không? Thì cái đó thì để em suy nghĩ lại. Không suy nghĩ gì nói luôn được không? Để tôi biết không? Được, tôi mới cho nhìn mặt còn không được thôi. Chứ phụ nữ người ta mà mình coi mình chê ta còn nghĩ. Nếu không được rồi thôi, không gặp luôn. Hả? Đồng ý không? Được anh. Chắc được rồi nha. Dạ. Em thời gian rảnh rỗi em làm gì? Thời gian rảnh rỗi em không làm gì. Em chỉ chở mấy em chơi. Gì sướng vậy? Dạ. Đi với má không à? Dạ. Má có khó tính lắm không? Dạ không, má dễ tính. Má có nói là con kiếm chồng là con kiếm người như thế nào không? Dạ má nói là nhớ tìm chồng là phải có công việc làm ổn định. Biết lo lắng cho mình là được rồi. Chứ không có đưa ra yêu cầu tánh tình sao hay là vóc dáng sao rồi gì hết trơn hả? Dạ mình má nói là cái tánh tình là vui vẻ được rồi, đừng có gia trưởng quá. Cái tiêu chuẩn bằng gái của anh như thế nào? Em không dám đòi hỏi cao quá anh à, khoảng 5 điểm thôi. 5 điểm thôi hả? Dạ. Đơn giản vậy. Và thích người phụ nữ là năng động sáng tạo hay là người phụ nữ lúc nào cũng ở nhà lo cho chồng cho con hết? Em thích một người phụ nữ anh rồi, năng động. Năng động? Dạ. Anh Lệ tức là mạo hiểm đại đúng không? Dạ. Mạo hiểm luôn. Dạ. Ủa tại sao vậy? Em thích kinh doanh lắm anh. Ừ. Nếu mà có một người vợ mà trùng cái ý của em thì tốt. Rồi không thích người bạn đời của mình về những cái gì? Ghét nhất cả em ở dơ. Gái ở dơ kỳ lắm nha. Đó giờ có gặp gái nào ở dơ chưa? Dạ chưa. Giờ gặp đó. Em có thích kinh doanh không? Em thích kinh doanh. Rất là thích kinh doanh. Dạ. Dạ bây giờ em có đã sẵn sàng để chuẩn bị lập gia đình chưa? Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ có ba em thôi chứ má thì chưa nói gì hết. Má dạ. Chưa muốn gả con gái đúng không? Dạ. Bây giờ nếu như mà mình chọn được đối tượng rồi về ba má mình không đồng ý thì sao? Mình vẫn đồng ý là được rồi.
nên em thích cái mẫu người bạn trai. Áo mặc sao qua khỏi quần. Im. Ba má em khó không? Dạ không, ba má em dễ. Dễ hả? Nhưng mà thí dụ ba má không chịu cũng cũng chịu luôn hả? Dạ, hạnh phúc do mình thôi chứ không phải do ba má mình. Rủ ba má giận rồi từ em luôn sao? Nếu mà ba má không chịu thì mình cứ thuyết phục. Vậy là muốn chồng quá ông nội ơi. Thuyết phục cho bằng được luôn. Mà bây giờ cái em có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Hay là những cái điểm nào em không thích về người bạn trai của mình? Thì em không thích con trai là quá keo kiệt quá. Với em muốn thích con trai bận quần tay. Không thích con trai bận quần tay. Trời ơi, gì vậy? May quá. Tôi bắt cái hình nền, tôi đi bên đây bận quần tay quá. Em chào chị. Trời ơi, may quá, cái quần tay này may hồi nào vậy? Quần jean. Tay. Đâu có chữ nào ghi chữ quần jean đâu. Mạc. Mạc hả? À? Tôi mới chọc bên kia chút xíu làm gì mà không có bắt nhịp được gì hết trơn. Nó thật tình mà. Thì sao dắt cái mắt kiến ở đó? Dạ, nãy định gửi cho xe mà quên. Thì sao không đeo vô? Đen sáng. Ủa anh làm công việc gì mà đen quá vậy? Đen đen đẹp gì đâu. Tôi chưa nói xấu mà. Đen tự nhiên tôi hỏi đen. Đen cho nó mạnh mẽ. Đúng, mà có mạnh không? Dạ có. Cái đó từ từ mới biết được nha. Được, rất là rắn rỏi, đẹp trai. Ủa anh, rắn rỏi, đàn ông à, gì có hoài vậy, có rồi mà. Không phải tức cái vụ mà tự nhiên sao không thích con trai mặc quần tây là sao? Mặc quần gì kệ ta chứ. Sao vậy? Bận quần tây, nhìn nó lớn tuổi quá. Trời đất ơi, quần tây có gì đâu lớn tuổi. Lẽ mấy người mặc quần tây là người ta gì lớn tuổi hết trơn luôn hả? Suy nghĩ gì lạ ta. Em thích gái hả? Không thích gái mặc quần gì? Bạn gái mà ăn mặc nào phải men mới được. Phải men. Tức là không thích gái mặc váy. Men là phải mặc quần tây, quần jean này kia. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Tại vì em ăn mặc cũng đẹp rồi. Cái gì vậy Linh? Đẹp không? Đâu đứng dậy coi. Trời ơi. Nuôi anh đâu, đâu. Muốn xì bò lắm à. Được. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Tôi muốn xỉu luôn rồi, để kéo màn lên cho hai người ta tự gặp nhau đi. Khổ ghê vậy. Rồi màn đâu kéo lên. Trời ơi. Chưa biết tuổi cô bên đó nha. Hỏi thử coi nhiêu tuổi. Chưa có biết tuổi đó. 36 đó. Vậy anh làm công việc dựng lâu chưa? 7 năm rồi. Em bao nhiêu tuổi? Em hả? Trời ơi. Giống hả? Đoán rồi, đoán chữ em bao nhiêu tuổi? 33. Chính xác. Vậy em 10 điểm đúng không? Quá trẻ luôn, quá trẻ luôn. Bây giờ anh ở với ai? Anh đang ở với ông bà già. Trong thành phố luôn. Không, ở Cần Duộc. Nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở Sài Gòn này. Sài Gòn, ở quận nào? Dạ nhà em ở quận 10. Đường nào? Dạ đường Lý Thái Tổ. À Lý Thái Tổ. Hết giờ. Trước khi mà cái màn kéo xuống á. À quên, hết giờ là đâu kéo xuống nữa. Chết mà mình. Anh này anh tự tin quá làm em khớp. Để em coi em kêu ảnh bằng anh hay kêu ảnh bằng cưng. Không, không giờ, không. Dẫn cái chương trình bạn muốn hẹn hò. Tại vì cái thời buổi bây giờ nếu mà một người đàn ông mà không tự tin, không bằng ảnh thì em nghĩ không làm gì được. Từ bữa dẫn chương trình bạn muốn hẹn hò anh giờ chưa thấy cái bạn trai nào nói chuyện bạn gái mà phong cách tự tin như ảnh. Em đã chuẩn rồi, không cần phải chỉnh luôn. Có điều anh khiêm tốn xíu. Trời ơi, để tôi khen được rồi. Bắt tay cái khen mình kỳ được quá. Được ra cái này được nè. Rồi bây giờ đưa tay ra phía sau thành ghế. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. 1 2 Bấm nút nào anh? Rồi, rồi. Được chưa? Giờ, rồi được cái nút dạ, chưa? Rồi, rồi. 1 2 3 Rất là tự tin và rất là bản lĩnh. Xin mời hai bạn rất là đẹp đôi luôn. Sao anh? Dạ cảm giác thế nào rồi? Nắm tay nhau đi chứ còn em thì bình thường mà. Ủa chưa có cảm giác gì chưa hả? Không em là không có cái gì đâu, bình thường à anh bên ơi. Muốn làm sao bình sao rất là hạnh phúc anh à. Hả, thấy người đẹp cười tươi không? À tươi. Đó giờ thấy người nào đẹp như vậy chưa? Dạ cũng có anh, em nhiều lắm. Cái gì vậy? Cái gì hoài nữa đâu anh, làm em mắc cỡ. Đứng kế bạn gái thì có gãi gì nữa nha. Giờ nắm tay. Coi bản lĩnh gì chứ rung lắm. Đó. Nắm tay chứ không phải gãi. Ông giữ cái tay nha. Ông nói ông bình thường mà thấy ông rung trời.
thấy bản lĩnh gì thôi chứ rung lắm. Rung, rung ở trong bụng đó. Đúng rồi, giả bộ tôi bản lĩnh chứ. Trời ơi, tao biết nhét đâu cái gì hoài. Hàng chỉ cái mò mò quần trời nó mò hết trơn. Chúc mừng các bạn, vậy là các bạn đã quyết định hẹn. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Anh Thư. Dạ, em 28 tuổi. Anh đang công tác ở đâu? Em hiện tại em đang làm quản lý dự án của công ty truyền thông online. Anh Thư 28 tuổi sẽ gặp chàng trai bao nhiêu tuổi đây? Xin mời. Mời bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em là Sinh ạ, Lương Trường Sinh. Bạn dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 26 tuổi ạ. Bạn nãy có nghe bên kia giới thiệu chưa? Dạ em nghe rồi ạ. 28 tuổi. Dạ. Bạn nghĩ thế nào về tình yêu mà chúng ta có cái sự so sánh giữa tuổi tác? Cái sở thích của em là em thích yêu người hơn em vài tuổi. 7 tuổi? Vài tuổi anh ơi. Vài tuổi hả? Dạ. Nhưng lý do tại sao mình thích yêu người hơn mình vài tuổi? Quan điểm thì các cụ nói rồi là có phúc thì mới lấy được vợ già. Vừa sạch cửa nhà mà lại dẻo cơm canh. Còn anh Thư, bạn nghĩ sao về cái tuổi tác ở trong tình yêu? Em cũng chia sẻ với chị luôn là trước giờ đa số là em ít khi nào gặp được bạn cùng tuổi. Một là em sẽ gặp Hồng Hà Nhi. Hai là gặp Ngô Mà Dương. Có thêm bà La Sát. Trong cái buổi hẹn hò hôm nay thì bây giờ Quyền Linh với Cát Tường làm mai mối cho bạn một người bạn trai bên kia nhỏ hơn bạn 2 tuổi, thì bạn có suy nghĩ gì về điều này? Về tuổi tác thì em cũng không có quan trọng lắm, nhưng mà em cần người bạn trai đó là phải nhìn chững chạc, nhìn tương xứng với em. Nghe bạn bên kia nói cần một bạn trai chững chạc, bạn có đáp ứng được chưa? Em nghĩ cái này chắc là đủ rồi anh ạ. Tự hứa tính giờ. Bạn thích điều gì ở người phụ nữ? Thì em không có yêu cầu gì cao cả, chỉ cần biết nấu ăn, hiền hiền một chút. Còn bên kia hơi dữ đó. Không liên quan rồi, bên đây lắc đầu rồi. Anh Thư có biết nấu ăn không? Biết nấu nhưng mà nấu khá ít món ăn. Nhưng mà nấu là đa số là mọi người ăn sẽ khen ngon. Ăn sẽ khen ngon, có nghĩa là không làm thôi, làm là chất lượng. Dạ đúng rồi. Mình thấy bạn là một người rất là cá tính. Bây giờ mình hỏi này, bạn không sợ là nếu mình quen cái người nhỏ tuổi hơn mình sẽ già hơn người ta trước sao? Em nghĩ là tới cái độ tuổi của em, cho tới khoảng 10 năm nữa thì khuôn mặt của em cũng sẽ như vậy, nó không thay đổi nhiều. Nên là em nghĩ là em vẫn tự tin. Rồi trên 10 năm sau nữa thì cái chuyện đó hậu xét. Lúc đó thì bạn đó thì cũng già tương đương rồi nên là cũng không có lo. Không có đâu em. Anh em thấy anh Nguyễn Linh không? Tuổi anh rất là già, năm nay anh 60 mấy rồi đó. Mà cái mặt ảnh rất là trẻ, như là mới có 35 thôi. Đàn ông họ rất là lâu trẻ, lâu già. Phụ nữ mình mới là mau già em à. Em phải coi chừng lại cái điểm này nghe, chứ chị sợ là không có ổn đâu đó. Em thấy ổn em? Không, em thấy ổn ấy. Anh Thư, Tường thấy bạn rất tự tin về bản thân. Mà thường những người như vậy thì họ thường hay lập kế hoạch cho cuộc sống của họ sau này trước. Yeah. Bạn có lập cái kế hoạch gì cho cái cuộc đời của bạn sau này không? Dạ có, năm nào em cũng có kế hoạch riêng của mình theo từng năm. Ví dụ là kế hoạch về công việc cũng như là kế hoạch đi du lịch. Còn kế hoạch hôn nhân thì em nghĩ là năm này hoặc là năm sau cũng đã đến cái thời điểm rồi. Chị nghĩ là quá đến rồi đó. Dạ. Yeah. Vậy bây giờ xác định cuối cùng là đối tượng mà em cần tìm là người như thế nào? Em nghĩ là nếu mà hao hao giống anh Quyền Linh thì cũng tốt. Có nghĩa là anh Quyền Linh biết cân đối giữa công việc với lại gia đình, thì em nghĩ là đó là một cái mẫu người mà không chỉ riêng em mà các bạn nữ là đa số là đều mong muốn như vậy. Hay quá. Tóm lại là mẫu người lý tưởng là anh Quyền Linh đó. Anh hạnh phúc quá. Anh ráng anh làm mai mối nha. Quá hạnh phúc luôn, bữa nay có một cô gái nói về anh hạnh phúc quá. Em thấy em giống anh được phần nào thì em nói đi. Lát nữa cho em mời anh cà phê em học hỏi thêm nhé. Quê chính là em là đâu? Dạ, em ở Thái Bình ạ. Thái Bình, em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ được gần tròn 6 tháng rồi. 6 tháng à? Dạ. Vậy thì em đang ở trọ à? Dạ em ở cùng với anh chị. Có nhà trong đây luôn? Nhà bác. À ở nhà bác đây dạ. Luôn. Và một kế hoạch khi lấy vợ thì chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn là phải ở riêng rồi. Nhưng mà có một cái quỹ nào đó để tự lập chưa? Dạ cũng có rồi anh ạ. Có rồi đúng không? Rồi dạ. Vậy là ổn định rồi. Hay quá. Được đó. Xong. Thư này, cái công việc chính mà bạn đang làm á, bạn nói cụ thể hơn là bạn làm sao? Dạ hiện tại em đang làm trưởng phòng quản lý dự án của bên công ty truyền thông á. Dạ. Đó, truyền thông online. Thần tượng của em xuất hiện bên kia đó. Hello. Cảm ơn em đã nói những cái điều tốt đẹp về anh. Và anh nghĩ rằng hôm nay sẽ có những điều tốt đẹp đến với em. Em cảm ơn.
anh chàng bên đây dễ thương lắm. Ông đừng có quảng cáo, tôi phải nhìn mặt tôi mới biết được. Nó thật cũng giống giống anh vậy đó ha. Nhưng mà thấy bên đây sao? Anh nhìn nãy giờ là khỏi phải nói, anh không có hỏi điều gì, biết là không có điều gì để hỏi. Rồi anh giờ bển đi, để nói riêng cái chuyện cái nữa là người ta qua người ta coi. Bạn có cần người đàn ông của bạn về ngoại hình không? Tại vì em cũng hơi cao nên là em cũng yêu cầu bạn nam phải cao trên 1m7. Rồi. Chắc cũng khoảng 65-70kg. Được, được. Xin rồi, trên 1m7 ha. Mập mập chút xíu ha, tròn trịa, có da có thịt nha. Dạ. Mặt mày giống anh Quyền Linh. Dạ, dạ cũng được. Trời quá được đi chứ, chị còn muốn nó đeo hút cho em. Rồi, anh Quyền Linh mà mới nói cũng được thôi hả? Chào em, đứng lên chị coi em cao bao nhiêu. Em được 1m68 rồi chị ạ. Thiếu vài phân ha. Nhưng em đủ cân ạ. Đủ cân, bao nhiêu ký? 65 ạ. Ây à, cũng được. Thế mai mốt lập nghiệp mình ở Sài Gòn luôn hay là mình về quê? Em hợp với Sài Gòn. Em vào 6 tháng mà em tăng được 5 cân. Nên chắc là em vào. Nếu em mở 1 năm em tăng 10 cân là coi như xong luôn. Giờ này cũng phải hãm dần rồi chị ạ. Đúng rồi, phải hãm bớt lại. Như vậy là chuẩn rồi, đừng có tăng nữa nha. Dạ. Cũng được. Cái gì quá được đi chứ. Rồi, để chị về chị nói tốt vài câu. Chị là chị thấy không được. Chị không thích người cận thị để mất kiến. Rồi thôi, hồi hộp quá, kéo màn đi cho ta gặp mặt đi. Để người ta, người ta chưa có nói hết. Có nhiều lúc mà nó nhạy cảm mà mất kiến nó khó chịu lắm. Kiến mất mới chuyện đó. Ý của tôi không thích, tôi có quyền. Nhưng anh mà biết đâu anh không thích thì sao? Là đối với mọi người á, giọng nói miền Nam rất là ngọt ngào đấy, như cô gái bên đấy. Còn á, đối với những người phụ nữ trong Nam này cũng nghe giọng Bắc cũng ngọt ngào lắm. Thành ra là hai bên, hai cái ngọt lại với nhau thì nó còn ngọt dữ dội nữa ha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nhau để biết là được hay không được. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút đối diện với nhau. 2 phút bắt đầu. Kế hoạch 5 năm của anh là gì? Xây nhà, cưới vợ và nuôi con ăn học. Hỏi em đi. Hỏi đi. Ôi nhìn em đúng hay không biết hỏi gì nữa. Thấy là cái về cái vấn đề thì mình sẽ chắc là có nằm trong cái hình mẫu mà trước đó là cái chuyện yêu đương đi. Cũng như trong như mà trong tưởng tượng của anh như này là đạt chuẩn rồi đó. Đó, anh thích những người mà nhìn có một cái gì đó như em là mặn mà. Trời cảm ơn. Tiếp đi. Tấn công đi em, chị thấy bạn nam hơi lép vế rồi đó. Trời ơi, sao trời ơi. Lý do gì mà anh lại nghĩ là sẽ quen với một người lớn hơn tuổi? Có thể anh không hợp với những người bằng tuổi hoặc là kém tuổi. Chắc có thể là anh già dặn hơn những người đó. Có thể mình do mình đi làm sớm rồi hay là sau đó thì mình thích những người hơn tuổi, mình cần cái sự chín chắn. Đã xác định là nó phải rõ ràng. Không có chơi bời rồi cái này thế kia, nó rất là mất thời gian. Về cơ bản như thế thì em ok chưa, đúng không? Hỏi thôi coi có mình miền Nam miền Bắc đó có thích không, có thích gái miền Nam mình không? Chắc chắn rồi chị ơi, anh là vì là thích gái miền Nam nên anh mới vào Nam làm nghiệp đó. Trời, tôi hỏi giùm chi vậy trời, vui còn gì nữa, nhanh đi em, trời ơi hết 30 giây nữa, hỏi giây nữa thôi, nhanh lên. Sau buổi hẹn này thì anh mời em đi cà phê có được không? Hoàn toàn sẵn sàng. Lúc đó mình tìm hiểu nó kỹ hơn đúng không? Thế bây giờ ngồi ở đây nói chuyện riêng tư mà có nhiều người quá. Nhưng mà người ta lớn tuổi 2 tuổi đó kia bằng chị nha. Không anh sao lại thế được? Con gái là hơn 23 tuổi vẫn là phận em mà anh. Rồi chuẩn, hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Nếu ta đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút. Còn nếu không đồng ý thì chúng ta không bấm nút. 1 2 và 3. Hết thời gian. Mời bạn. Wow. Bạn nữ chào nha. Bạn nữ không có bấm. Không có bấm nút. Dạ. Bạn nghĩ sao? Em nghĩ là bình thường thôi, có thể em không phù hợp với tiêu chí của bạn nữ. Không có bấm nút trước mấy giây thôi, còn sau đó bấm. Tại sao bạn lại chọn bạn nam? Mình thấy hình như là chưa có hợp lắm đó nha. Chưa hợp lắm, nhưng mà em nghĩ là có thể kết nối và trao đổi thông tin sau cái buổi gặp gỡ này. Thì em nghĩ còn nhiều cái em cần khai thác thêm. Chị đùa với em thế thôi. Dạ. Mình nắm đó. Tay làm quen á. Dạ, nắm tay được nhau rồi, thấy chưa? Không phải bắt tay. Đấy, nắm thế nha. Chúng ta sẽ cảm nhận những cái ấm áp với buổi đầu tiên gặp mặt.
Chúc hai bạn sẽ có nhiều may mắn và sẽ hiểu hơn trong cuộc sống. Mà biết đâu cái chặng đường phía trước hai người sẽ đi chung, ăn chung và xài tiền chung. Chúng ta sẽ đến với chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Chào bạn. Dễ thương quá. Thì ghét. Trời cười tươi ghê nha. Thì ghét kìa. Gì vậy lên? Cười hoài luôn á. Dạ. Nó chơi chứ ngồi mòn ngồi với bạn. Mướp ma mướp miếp. Mỉm mỉm. Mập mạp. Mê mé. Trời ơi, tóc dễ thương nữa. Tóc là quan tự nhiên hả bạn? Dạ. Bạn tên gì? Dạ em tên là Thuận Nguyên. Thuận Nguyên. Dạ. Bao nhiêu tuổi? 26. 26, Thuận Nguyên, dễ thương lắm các tường ơi. Rồi, để đó đi từ từ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Wow. Mời em ngồi. Ôi cái gì mà lỉnh kỉnh nhiều thứ quá vậy nè. Chào chị Cát Tường. Chào anh Nguyên Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. Hôm nay em tới đây em có hoa tặng chị. Ồ, tặng chị đó hả? Dạ. Cảm ơn em nhiều nha. Em có bánh tặng mọi người. Ồ, hôm nay này tặng chương trình ha. Cái này nhiều lọc quá. Em vừa kinh doanh luôn. À, vừa kinh doanh luôn ha. Là em làm luôn hả? Dạ mẹ làm. À rồi em có biết làm không? Dạ biết. À mình phụ mẹ làm hết rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trước tiên là bạn tên là gì nè? Dạ em tên là Mỹ Anh. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mình đang làm công việc gì? Hiện em đang làm kế toán bên nhà hàng tiệc cưới. Công việc làm thêm của em là em bán bánh ít cho mẹ. Mỹ Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 28 tuổi. Bà 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Theo thực của em á là sinh năm 87. Nhưng mà khai sinh là khai sinh năm 88. Nếu 88 thì mới có 26 tuổi, nói 28. Mình phải muốn mình trẻ hơn chứ, đâu có ai là phụ nữ mà đi khai cho tuổi lớn hơn chi vậy trời. Tính tuổi muộn nữa chị. Trời đất ơi, không có được, là mới có 26 tuổi thôi. Nhưng mà đừng có đi sâu vô tuổi nữa. Tuổi tác không quan trọng trong tình yêu đâu. Bây giờ mình cứ hỏi về tâm lý chọn người thế nào thôi. Đúng rồi, bây giờ bạn xác định đến với chương trình là mình tìm bạn để mà yêu đương hay là mình đi đến hôn nhân luôn? Nếu được thì đi đến hôn nhân luôn. Nếu được, vậy thì như thế nào mới là được? Tính tình thì phải hợp với em. Tính em á, người ta mới tiếp xúc á, người ta nhận xét rất là đanh đá. Mình đâu không thích phải không? Nhưng mà thực chất là em không có đanh đá. Hôm nay bạn đến đây với một cái cảm giác như thế nào? Mong muốn là tìm được cái người thích hợp. Hồi đó giờ bạn có đi tìm chưa? Dạ cũng có. Có gặp bao giờ người gần gần thích hợp với mình chưa? Cũng có một mối tình. Bao nhiêu lâu? Dạ cũng 2 năm rồi anh. 2 năm vừa qua là bạn chưa tìm được ai? Dạ. Em cũng có thấy nhiều bạn gái nhưng mà cái tính cách của họ không hợp với em. Tính cách như thế nào là không hợp với em? Hơi đanh đá. À đinh đanh đá, không thích đanh đá. Dạ. Bởi tính cách bạn hiền đúng không? Dạ. Rồi bạn thích như thế nào? Hiền, năng động chút, biến hoàng. Cái người đàn ông của mình là người như thế nào? Em nghe người ta nói á, đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình. Giống anh Nguyễn Linh vậy đó. Ai nói vậy? Rồi hả? Tiếp. Mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai. Mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi. Rồi tiếp. Mà đàn ông á chung tình mà đẹp trai mà không có vợ á thì không thích gì anh. Cái này được. Woohoo. Rốt cuộc vậy bạn muốn lấy người đàn ông nào? Nhìn mặt mày cho sáng láng xí, tướng người phải vạm vỡ xí. Thôi rồi. Ngon bên đây ngon. Mày sáng mà láng o luôn. Vạm vỡ luôn. Ôm em á thì mặt em sẽ ngang ngực thì rất là tốt. Có nghĩa là người đó phải cao hơn em. Mình đó cao 1m mấy vậy? 79 mấy, 80 gì đó. Chắc được. Vậy nãy giờ bên kia nói vậy bạn có thấy mình hợp ý bên kia chưa? Nói cũng hợp đấy chứ. Mình hợp bên đó hả? Dạ, 80%. 80%? Dạ. Còn những gì mình chưa đáp ứng được bạn có thể nói ra luôn. Có cái điều mà bạn nữ bên kia đánh đá mà có thể cái đó về tìm hiểu sao. Cái đó là người ta nói người ngoài nhìn vô tưởng như vậy thôi. Nhưng thật ra dạ, là em không có đánh đá. Sở thích của bạn là gì? Em thích đi du lịch bụi á. Em thích đi cảm nhận cuộc sống. Thường mình đi là mình đi với ai? Em đi một mình. Đi một mình? Tháng trước em đi một từ Bình Định. Em ra Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi ra ngoài Hà Nội, rồi bay ngược vô Sài Gòn. Con gái một thân một mình đi một mình 10 mấy ngày ngoài đường vậy đó, đi hết điểm này qua điểm khác. Dạ. Ồ, đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không các bạn? Qua chuyến đi này em thấy cuộc sống rất là nhiều người tốt.
Tại vì em nghe các bạn trẻ nói cuộc sống này sao chán trường này nọ, nhưng mà em đi rất là thú vị. Đi chơi mười mấy ngày vậy rồi có khi nào nhậu nhẹt gì không? Em á là rất thích nhậu. Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi vậy mà rất thích nhậu. Dạ. Nhậu được nhiều không? Mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai? Thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon 33. Hả? Thôi tôi xỉu. 14 lon 33, em là cao thủ. Trời ơi, giờ bây giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu. Thôi để tôi coi mặt qua đây coi. Quá nặng dữ. Không được rồi. Thôi biết nhậu không? Biết nhậu không? Dạ biết. Bụng này bụng bia nè. Mấy chai? Bên kia 13, 14 lon đó. Đừng có nói thách, nói thử thật đi rồi về mình luyện thêm. Dạ, 2-3 chai. Nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì bạn có lo lắng gì không? Thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm. Nhậu giùm? Người ta uống 14 chai. Chú uống có 2-3 chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú? Tự tin quá à. Nhậu giùm là nhậu giùm sao? Em thấy bạn nữ mà xỉn rồi đó thì em sẽ tiếp tế. Tiếp tế thì sao? Thì bạn mới nghĩ là em nhậu tiếp. Chứ đừng có thấy người ta xỉn nhà mình dở trò sàm sỡ nha. Ê, không. Ai kỳ vậy? Bà, ba mặt hiền gì mà nói không, kỳ vậy? Tôi nghi lắm, ai nói hiền? Trời ơi, coi kìa, coi tóc quăng vậy mà kêu bằng hiền. Khó đâu ha. Trời, đánh giá người ta qua tóc sao được. Để anh xem thôi, xem. Thôi, tôi không thích. Chào anh. Chào em. Trời đất ơi, làm lúc 14 lon vậy đó hả? Anh không hiểu tại sao thường phụ nữ thích lấy chồng là không có nhậu, mà tự nhiên em thích lấy chồng nhậu là sao, anh không hiểu à? Đàn ông mà không biết nhậu á, hay lúc buồn hay lúc bị stress á, sẽ đi tìm cái khác. Trời ơi, đâu có phải vậy em, anh có đâu biết nhậu, anh có tiệm gì đâu. Anh tiệm gì sao tao biết được. Nghĩ là sai lầm á, lấy chồng mà chồng không nhậu là mừng chứ sao mà phải lấy chồng là nhậu là sao. Thôi, nhưng mà phải nhậu. Phải nhậu, đúng rồi. Em phải nhậu hả? Bắt tay với em, chị đồng ý quan điểm đó. Rồi, nhậu nó mới vui, vậy nó mới vui. Rồi rủ rồi chồng nhậu, chồng xỉn lên nhậu hoài, vậy hai chồng nhậu hết rồi ai lo con cái. Ủa dạ không, anh nhậu này là nhậu có văn hóa. Nhậu có văn hóa là sao? Hay chưa? Có nghĩa là mình nhậu mình giảm stress, chứ không phải là mình nhậu là mình bét nhè. Nhưng mà nhậu riết có ghiền rồi sao? Nó không có ghiền. Sao em biết không ghiền? Tại vì con người mình phải tự điều tiết được bản thân mình. À hay ha, điều tiết ha, chữ điều tiết này được nè. Chứ không điều tiết là mệt lắm nha. Không ai giống như anh đâu, mà từ lưa á không biết điều tiết. Đi về đi. Ủa làm gì tôi biết điều tiết? Tôi điều tiết dữ lắm luôn rồi đó. Chứ không nãy giờ tôi bực mình cái chuyện mà lấy chồng là khoái chồng nhậu quá nha. Em thấy con gái nhậu quá em có sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ gì quá sợ luôn chứ. Giờ là cho hai bạn nhìn mặt nhau được chưa anh Linh? Nhìn đi. Rồi kéo màn lên. Đó. Bên đây mỏng manh, bên đây có vẻ thể là che chở ở đây được rồi đó. Lần đầu tiên thì mình có món quà mình gửi cho bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có quà cho bạn. Cảm ơn bạn. Bạn bây giờ bạn làm ở đây luôn hay làm ở đâu? Đúng rồi, mình làm bên Phú Nhuận. Vậy thấy cuối tuần bạn có thời gian rảnh để đi chơi với mình không? Thường ấy thì công việc của mình làm bên tiệc cưới, mình phải làm thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không sao, ví dụ như mà tiến tới thì sắp xếp được hết. Tính mình rất là thẳng, nếu như bạn chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi, ngay lúc đầu thôi. Mình hỏi bạn vậy nha, theo kế hoạch của mình á, năm nay mình cưới có nghĩa là trong vòng 3 tháng hoặc là 5 năm sau mình cưới, nếu như quen nhau thì bạn chấp nhận không? Mình cảm thấy bạn nói vậy hình như bạn đang tính cái đường dài của mình rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì mình tới đây là mình cũng xác định là mình tính đường dài mà. Nhưng mà thôi, mình tính đường ngắn đi. Tối nay bạn rảnh không? Tới ngay. Bạn rảnh thì mình cái thằng này nó trả lời bực ghê luôn ta. Không có yes no mà nó cứ tầm đi lòng vòng không, mình tức chết. Trời ơi trời. Tối nay có thích đi nhậu với mình không? Ai trả tiền? Trời ơi, ai trả tiền? Tiền thì mấy trả. Tối nay hai đứa đi nhậu đi, chị với anh Huyền Linh trả tiền. Đi á. Không, nói thật chứ đi ăn thì mình sẽ trả tiền. Tính mình á là ban đầu chưa quen á thì tiền ai nấy xài, mà sau khi quen á thì mình chi tiêu phải cho tiết kiệm hợp lý. Ví dụ mình thương một người á là mình phải lo lắng giùm cho người ta nữa, chứ mình không thuộc dạng phụ nữ là xài phung phí, nên là bạn an tâm phần đó. Thôi hết giờ rồi đó, hiểu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm, mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3.
Bạn đừng có nói tôi, tại vì bạn thích tối nay đi nhậu nên bạn đồng ý chọn bạn trai bên kia nha. Dạ không phải, tại vì khi mà quyết định tới chương trình này là bất cứ trường hợp gì em cũng bấm nút. Lý do? Tại vì em là một người dễ thương mà, luôn welcome tất cả mọi người. MC đứng hình. Tôi đứng hình luôn. Còn bạn trai, tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn gái? Bạn ấy rất là dễ thương à. Nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiến giống nhau. Có chuyện lớn. Thôi sao, cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn có những trải nghiệm thật là thú vị trong cái con đường tìm hiểu lẫn nhau.